nhà máy có thùng chứa, con đường ở thị trấn thành dòng sông Vang Đỏ. 2,2 triệu lít rượu vang tràn ra từ thùng chứa bị nổ của nhà máy khiến con đường có một thị trấn tại Bồ Đào Nha trở thành dòng sông đỏ. Nhà máy sản xuất rượu vang Levira đã nhuộm thị trấn nhỏ xảo Lao Rừng Cô do Bay Ro, Bồ Đào Nha thành màu đỏ sau khi hai thùng chứa khổng lồ phát nổ, khiến 2,2 triệu lít rượu vang đỏ tràn xuống con phố yên tĩnh vào sáng ngày 10 tháng 9. Người dân địa phương bối rối nhìn lượng rượu gần đủ để lắp đầy một bể bơi Olympic tràn qua các đường phố của thị trấn. Trận lũ rượu vang này lớn đến mức các quan chức địa phương phải đưa ra cảnh báo về môi trường và buộc phải chuyển hướng dòng rượu để ngăn nó làm ô nhiễm sông Tiền Giang gần đó. Truyền thông địa phương đưa tin sở cứu hỏa Anadia đã ngăn chặn luồng chảy màu đỏ này và chuyển hướng nó ra khỏi con sông để nó chảy vào một cánh đồng. Lính cứu hỏa cho biết tầng hầm của một ngôi nhà gần nhà máy chương cất cũng ngập trong rượu. Nhà máy Levira sau đó lên tiếng xin lỗi và cho biết họ đã nạo vét vùng đất ngập rượu. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc dọn dẹp và sửa chữa những hư hỏng. Có đội ngũ sẵn sàng thực hiện việc đó ngay lập tức. Chúng tôi cam kết giải quyết tình trạng này nhanh nhất có thể. Mặc dù dòng sông rượu vang có thể gây ra thảm họa môi trường, nhưng các chuyên gia cho biết việc uống nhiều loại rượu vang đỏ khác nhau với liều lượng vừa phải sẽ rất tốt cho đường ruột. Tim Fetter, giáo sư dịch tễ, học di truyền tại King's College London, thói quen uống nhiều loại rượu vang có thể mang lại lợi ích tương tự chế độ ăn đa dạng. Việc có nhiều loại nho khác nhau trong chế độ ăn uống của bạn đồng nghĩa với việc hỗ trợ các vi khuẩn đường ruột khác nhau, nhờ đó mà tăng cường sức khỏe đường ruột. GS Tim Fetter nói, vì vậy, đừng chỉ uống cùng một loại rượu, hãy thử hàng trăm hoặc hàng nghìn giống nho khác nhau, bởi vì mỗi thứ trong số đó có thể giúp bạn nuôi dưỡng các loại vi khuẩn đường ruột và cải thiện sức khỏe của bạn. Nhóm nhà khoa học đứng đầu là GS Fetter đã thực hiện một nghiên cứu vào năm 2019 tại Anh, Mỹ và Bỉ. Kết quả cho thấy những người uống rượu vang đỏ có nhiều loại vi khuẩn đường ruột hơn, sức khỏe đường ruột tốt hơn. Điều này không xảy ra với rượu vang trắng. Có thể là do rượu vang đỏ có vỏ nho còn sót lại trong hầu hết quá trình lên men, do đó có hàm lượng polyphenol cao. Đây là hợp chất thực vật tốt cho đường ruột và có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể.